Chào mọi người đang xem kênh Sơn Sơn TV của mẹ Tư. Mẹ Sơn nha. Hôm nay mình sẽ làm món hải sản chiên kiểu Hàn. Thì gồm có mực, con diệm. Con này là con nhộng biển. Mì tứ tượng. Tôm mình cũng sắc miếng ngay nhỏ nhỏ ra. Những miếng tôm này ngon quá ta. Cá ta sâu của ta. Đây là con này ulu. Đây là bên hàng gọi là bạn nha, rất là thơm mọi người, thường hay dùng trong canh cá chạch. Bây giờ ớt nữa. Mít tay. Cay lắm nha, ớt này cay ngang. Rồi. Đáng phải được hả ta? Đây là hành của nhà chồng nè mọi người. Nên đánh chút chẳng à. Rồi cỡ đó đó. Đổ vô nha. Mình sắc hẹ nè. Cái thế này nè, chân cuối mình chả chỉ có thể là nari tách xíu. Cái này, hao sốt ăn mà, cái ủi nó ăn được cái, chỉ có mình chả chả chỉ mà. Mẹ chồng tôi nói bên Việt Nam mình thấy hẹ tốt lắm. Bên Hàn trời mùa đông lạnh nha, mới trồng được hẹ không ở ngoài. Háo sừ rồi đi kia không à? Việt Nam mình hẻ lá bành bành ngon ngon không? Quái, nó mệt hả? Nhiều quái, quái không có thông kiểu gì cả. Ăn ai cả làng, ơi. Chắc ăn cả làng luôn á. Bằng cái đám giỗ luôn à. Còn cái sàn tàu. Dạ, đập trứng bỏ vô nha. Cái giỏ. Bốn quả thôi đủ rồi. Mình cho bột chiên vô. Bột chiên giòn vô nữa. Chiên cá trần sức của mình. Cho thêm tí nước vô. Trộn lên thôi, trộn à, miếng muối đi chứ. Mà có lẽ sẽ tìm mì gì mà có lẽ tìm này. À, hẹn gặp lại đây là mất kịp. Mình rắc một ít muối tiêu vô cái cá này nha. Mình sẽ tẩm với trứng gà chiên lên. Annyeonghaseyo, Imo. Dì kè cha tới nè mọi người. Hôm nay có dì kè cha, anh thích ăn cùng mẹ Sơn nha. Ồ, mỗi tôi có ít xay á. Mỗi tôi có ít xay á. Cá cơm. Cá cơm nha mọi người. À, mẹ chồng tiên chắc đặt cá cơm này nè mọi người để làm gì nè. Wow, bà xinh xè. Nhưng à, cái này là để cá dùng để nấu nước ngọt nha mọi người. Cá để nấu nước ngọt làm kim chi, làm lẩu súp này kia rồi á. Wow. Giá đẹp. Wow, ngon quá mọi người. Đây là cái món thôi. Hải sản chiên nhẹ mà thường hay làm trong dịp trung thu lễ tết rồi nãy kia mọi người. Nó không nó trắng không chứ không có thể xảy ra những việc gì vậy chứ. Mình bỏ thêm mấy con cá vô chiên nha. Cá thì mình thấm với trứng gà. Mình phết với trứng gà. Ngâm trong trứng gà này. Đó. Thì mình chiên thôi là chứ không cần bột chứ mọi người. Chỉ muối tiêu với trứng gà ha. Trứng gà mọi người, mình sẽ vớt ra nha. Mấy con cá này á không có xương á, mềm thơm ngon, chiên nóng hổi.
được một chè này. Rồi, mời mọi người ăn cùng ba mẹ nha. Hàn Quốc là chính mỹ đến xin mì đấy. Bánh bánh của Hàn Quốc. Thì anh em sa đồng cơ. Là sẽ có hải sản. À, bánh luôn chính mì rồi là. Gì hải sản và cá chiên. Cái này là phải uống với rượu mặt có ly á, là rượu gạo hay là bá cháy rồi mọi người. À, ngày lễ Tết, Trung Thu với Tết ở Hàn người ta sẽ ăn cái món này với lại gạo mặt có ly á. Bữa nay ba mẹ không mẹ nào uống rượu được chứ. Rất là cao quá. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Mặt có lẽ gần rồi. Cái mặt có lẽ là giờ tôi ăn mặt. Đi ốc cho là xem sao rồi cũng kinh đề. Uri rồi. Mặt có lẽ là gì ai ra cũng là nó. Tại vì mẹ Sơn với bạn của mẹ là không có ăn mặt có lẽ là chị mì chín. Mà xin nè. Bà mới về. Còn mẹ tôi thì nhậu được nhưng mà không ai nhậu thôi mẹ tôi cũng nhịn luôn. Nhưng mà người ta đã gặp. Ngủ bên mày nhậu. Má xin sợ. À. Ấm mà gặp có mùi là xin hai cái hát của sếp ta. À, có nghĩa mẹ chú. Xin hai cái hát là. À, mẹ nhậu không? 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 Mẹ cho anh được. Rồi, rồi, mẹ chín đem bia là nhậu mẹ tư luôn. Xuất hiện. Trời ơi. Vừa có đá, vừa có bia. Vô hai ba. Vô hai ba nữa. Cho anh rồi. Cho anh chú xỉa. Đậu ly nữa hả? Ừ. Ôi. Hai ba vô. Cái lòng bia nó hơi dơ. Tại lâu quá không ai uống bia hết trơn á. Còn tâm này có tao chứ. Ồ, mà xích kết ta. À, bia này bia để nấu đồ ăn nên mua bia giòn. Uống đỡ đi. Có tụ đi chứ không biết là. Ngon quá ta, hay mình uống này nữa bà. Chứ được một cái xin. Vì cái cha nó. Hai ba yo. Lâu lắm rồi mình uống nước nhớ mẹ nha. Dù bia có thể là không ngon. Bia này. Uri nằm đi chứ. Ôi mẹ tư. Ăn sạch mà sạch. Mau cơ đây, mau cơ đây. Mau cơ đây. Ăn đi. Ăn đi. Ủa sao mì chín có bia vô tư dưới ta? Sao tôi ở đây mà là xuống muốn cho chó cho con ngắt à? Ôi tôi. Mẹ, mẹ muốn nhậu thì kêu con. Mì chín nói vậy đó. Ôi bà xui bữa nay nhậu bia vô vui quá trời luôn. Từ hồi qua hàng không được nhậu. Sao tuần xuống chỗ sao cho mày mua rượu cho bà xôi mày uống cái. Sao tôi một muốn đi cầu cho kêu con. Ở bên hàng. Để bữa ra. Mẹ muốn nhậu thì kêu con. Mì chi nói vậy. Mua cục luôn bia về nhậu. À, ông mà gà, mẹ chưa dơ khen sa ná thì kìa. Ồ. Từ hồi quá hàng nó giờ nhịn á. Bữa nay mới được uống nha mọi người. Thôi lành đi. Đi cũng quỳ đó rồi đi đi. Ôi, nhưng mà bà còn phải đi bán quán cà phê nữa, uống xong đi ngủ rất là chịu luôn. Ôi, đi đi mặt nè. Thế thì cái mua bà này, cái này. Ủa, xay pha cà phê, bỏ rượu vào. Anh nói tạo mua pha, cái này. Một tay gà nói cho mẹ coffee time rồi. Ồ, có thể sử dụng. Hẹt cá linh đấy. Cá linh đấy. Dạ, sao thì cái này không? Nghe cho em đi ta. Trời, uống miếng bia vừa vẫn đi hàng ngọt sớt ta.우리 강에서 언나이 보죠 장작살에 술파. 장사나 막 하고 있습니다. 여기 아니 그래도 맛있어. 배 나오네. 떠나오 매. 먹고 그니까 그저 둘이 담은 안 배가. 에이 깬 한 개 갖고 와. 그럼 더 맛있게 맥주가 저 이때 오. 그거 내 녀석잖아. 이제 있어 먹. 더 먹을래요. 뭐로? 하나. 한개 더해 매. 한개 더. 내가 오늘 내자. 뛰어 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 빨리 갖고. 아 왜 이렇게 자 찡다. 어 이거 죽은 거다. 찡다.
Trung Quốc cả đó. Trời cái lon mà dài dữ vậy trời. Bằng hai lon này. Ồ. Thương rồi mặt mì chín là hơi đã đỏ rồi nha quý vị. Mì chín ở cô này giặt cánh. Ai ôi ai đại ôi là cái ai là bốn tách chết rồi bốn tách chết ôi chị có thấy hả bốn tách chết rồi đại hết rồi hết rồi hết rồi uống ở đâu rồi uống ở đâu rồi thôi 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 Wow. Wow. Mày thích đó. Trời ơi, sốn đã chứ. Wow, hai người này uống không đến thở, uống mà đến thở luôn á. Uống không thở luôn á. Chị bạn chị cô, mất rồi. Wow. Mẹ ơi, mẹ cho anh ăn chung mấy nó cái đồng à. À, ơi chị chị đã rồi nè. Chị chết thì đã rồi. Rồi. Ông mà. Chị chết đi rồi tại sao không cho mẹ tôi nhậu từ trong hồi đó giờ không cho nhậu. Mẹ chứ đâu cho nên cái chứ ăn chứ chứ gắt tầm nó bà. Wow. Thì đã rồi. Cái mồi cái ăn nha. Trời ơi. Mất chọn. Má xịt tay đó. Ừ, đã bữa đó. Nhớ cái con nha mẹ. Ừ. Nha nha. Bữa nào bữa nào cái khách ôm hai lon bia dài thứ hai nhá. Kêu lên, kêu lên tầng 2. Chị chưa nghe ổn lâu à, cho nó hâm nè. Ừ. Cái bia là sao cho mình đây nè. Việt Nam bia. À, mua uống bia Việt Nam. Phải đến đây, ý là phải đến đây. I guess so. Để đi mua bia Việt Nam cho. Có bán không? Anh cho nó ôm anh gầy cho nó. Anh Chu, mẹ làm màu nhậu nha. Rồi, ok. Ok, 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 ok. Tôi nói mà tầm chứ mà là. Rồi mẹ sao nó đừng nhậu mỗi ngày nha. Nói mấy cái mua thứ sụt ra rồi tôi xin là hơi làm quá tới. Hai người này mà nhậu. Nhậu xỉn mỗi ngày nó xỉu luôn á, ngày nào cũng nhậu. À sao rồi? Nãy mấy cái hơi 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 mà này. Cái gì vậy mọi người? Hả? Hơi hơi. Kiểu như là đừng ngày nào cũng đổ nhậu xong rồi say xỉn nha. Này cái cha anh mua có cái gì rồi tụi tôi cắt tè tụi tôi cắt tè tụi tao sờ lòng mà tụi tôi nhà hàng bán đi rồi sờ rồi mà mua vào ai hàng bán đi thật rồi mẹ thì nói kiểu tụi tôi là quan hiền thục nữ hàng bán đi hàng bán nó không lên đà thôi nữa thôi thôi mình cái giang hồ mình uống đi không tan đà mình lên đà miếng ai miếng là chú cái cái chỗ giáo viên thì bảo mà na cha được thảo vào rồi chỉ hai cốc chừng đó mình nên là một món xà mà làm cha ăn món rồi chả ơ thật thật một ngày uống một lon đẹp da lắm ha đâu hăng khen má gì mà people people vậy bây giờ ông bà hết rồi xuân ăn được đấy quá rồi 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 막걸리는 아, 그럼 맥선 넣어요? 테리비 넣어더라 오늘 막걸리 먹어야 không bị mất trí 진짜로 테리비 넣어더라 어제 지민이 진작 넣어 막걸리는 치매 안 걸리는데 소주는 소독이 되고 uống mặt cái ly không bị mất tiền mặt cái ly là mất đồ uống bia là tăng 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 tuần hoàn máu rất tốt cho cơ thể đẹp da 소주는 소독이 되고 맥주는 소변이 잘 나오고 Đã cứ uống rượu tốt ha, tốt kìa hệ tuần hoàn tiêu hóa rồi đi chắc mấy bà bán rượu khoái mẹ sơn lắm anh. Tháng trăm nhảy ra là bé kia nhảy ra anh mà. Sao mà toàn lựa điểm tốt nói không còn điểm xấu không nói gì ta. Tháng trăm nhảy ra một mà mang cái này ra của số lượng rất là. Mấy số lượng này à? À, nhiều số lượng mong nhân đấy. Nhiều số lượng đã mong nhân đó. Cái này, nhiều số lượng mong nhân đấy. À, mong nhân nào đấy? Giờ này chị mình chị. Ừ, lâu lắm rồi đâu hôm gài mới hình như là mới uống với mẹ sơn thôi chứ chưa ra hôm nay cũng đâu có uống rượu bia gì đâu mẹ suy chiến cuộc lo làm không à hai mình là bạn rượu bạn nhậu nha mẹ bạn nhậu nha Vinh không gài thì tao muốn ăn mẹ kia được mẹ kia được không có thời gian để nhậu còn nhiêu từ từ để mẹ Tư với lại chị Vinh uống nghe hôm nay có mọi người đã xem video của mẹ sơn đăng ký chung lên và comment cảm ơn trên kênh Sùng Sơn TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên tạm biệt mọi người tạm biệt mọi người 아, 조금 더 넘어.